Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 12 tây tháng 1. Thưa quý vị, ngày hôm nay FBI vừa mới công bố là họ đã mở ra 160 ca uh, case để điều tra về cái vụ bạo động gần như người ta nói gần như là khủng bố ở tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 vừa rồi. Thì uh, trong đó có 70 case 70 trường hợp đã bị truy tố. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, thì cảnh sát ở tòa nhà quốc hội có nói là họ vừa được FBI thông báo là sẽ có khả năng là có một cái vụ tấn công vào cái ngày lễ nhậm chức tổng thống sắp tới, thưa quý vị. Thì rất nhiều kế hoạch đã được lên, đã được báo trước là một số người sẽ đứng dậy, sẽ biểu tình vào cái ngày đó, ở quanh cái tòa nhà bức quốc hội, quanh tòa bạch ốc cũng như là tối cao pháp viện và thậm chí là có một số cái kế hoạch là muốn ám sát những cái vị thượng nghị sĩ hay là dân cử ở bên phía đảng dân chủ và thậm chí là trong những kế hoạch đó họ còn chỉ rõ là họ chỉ muốn những cái người ở phía đảng cộng hòa để những người nào mà ủng hộ để cho những cái người mà bạo loạn đó muốn đưa họ vô tòa nhà quốc hội hay là ở những cái cuộc bạo loạn để chống lại chính phủ thì CNN ngày hôm nay thưa quý vị họ cũng có đưa ra một cái tin là kể từ ngày hôm nay những thành viên, những nhân viên hay là những dân biểu hay là thượng nghị sĩ mà muốn bước vô tòa nhà quốc hội thì phải đi qua một cái một cái trạm để ra kim loại bởi vì họ đang có những cái sự lo sợ là vũ khí và bạo động sẽ dẫn đến kể từ sau cái cuộc bạo động ngày 6 tây tháng 1 thì trước đó ở chúng ta cũng có nghe thấy một số cái lời tuyên bố ví dụ như lời tuyên bố của vị dân biểu uh, Lauren Bobert ở Colorado cũng như là Madison Cahorn ở North Carolina đã từng nói là sẽ đem theo vũ khí bên mình ví dụ như bà cái bà Lauren đó thưa quý vị trong một cái uh, quảng cáo trong một cái chiến dịch quảng cáo đã được uh, quay trước đó bà có nói là bà sẽ sách theo súng súng của mình Hengen uh, đi vòng quanh tòa nhà quốc hội cũng như là uh, Capitol Hill và bà sẽ đem theo nó lúc nào cũng đem theo nó bên mình thậm chí là cả khi bước vào tòa nhà quốc hội. Còn cái uh, vị uh, dân biểu có tên là Madison ở North Carolina thì nói thì sao? Trong cái một cái cuộc phỏng vấn với đài uh, Smoky Mountain News vào sáng ngày hôm nay, vị này nói là May quá cái ngày hôm mà xảy ra cuộc bạo động đó May là tôi có sách theo súng ở bên mình để bảo vệ cho tôi Thì chính vì những cái lời nói như vậy Mà làm cho cảnh sát ở tòa nhà quốc hội Mới dấy lên một cái nỗi ngại, một cái nỗi lo Là họ sẽ đem vũ khí vào tòa nhà quốc hội Đó dẫn đến cái việc ngày hôm nay Bất kỳ ai mà vào tòa nhà quốc hội Thì phải đi qua một cái cửa để mà họ ra soát kim loại cũng như là vũ khí Thưa quý vị, chuyển sang một cái tình phần tin tức khác nhân nói về cuộc bạo loạn thì người ta nhắc tới những cái nhóm như Brown Boy, những cái nhóm cực hữu đó thưa quý vị thì ngày hôm nay có một cái đơn thỉnh nguyện yêu cầu là hãy liệt, hãy tuyên bố cái nhóm Brown Boy là một cái tổ chức khủng bố và cái đơn này đã thu thập được 404.000 chữ ký của người dân thì chúng ta cũng biết là cái nhóm Proud Boys được thành lập từ năm 2016 và mặc dù họ tuyên bố họ là một cái tổ chức không phải là tổ chức về bạo động hay là khủng bố chi hết nhưng mà đã có rất nhiều những cái vụ và những cái bằng chứng cho thấy qua nhiều năm những Proud Boys nổi tiếng vì những cái cái sự violence của họ đối với những cái nhóm Antifa đặc biệt là trong cái vụ bạo loạn nổi ra vào ở Oregon năm 2018 vừa rồi thưa quý vị thì năm 2018 chính FBI cũng đã xếp Proud Boy vào cái nhóm là um, những cái nhóm cực hữu những cái nhóm cực đoan nhưng mà sau đó thì cái lời đề nghị này FBI đã xóa đi thì ngày hôm nay thưa quý vị ở Canada giới chức của Canada đã chính thức xếp Proud Boy chung ngang hàng với những cái nhóm tổ chức khủng bố là Boko Haram, ISIS và Al Qaeda bởi vì họ nói là qua những gì họ thấy từ cái cuộc bạo động gần như là khủng bố ở tòa nhà quốc hội vừa rồi thì họ thấy là cái sự khủng khiếp từ cái tính chất bạo lực của nhóm Raboy này cho nên những cái giới chức Canada đã xếp Raboy như vậy. Thì uh, thưa quý vị, uh, ngày hôm ngày hôm qua có một cái nhân vật là trưởng khối thiểu số ở hạ viện là kevin mccarthy và chúng ta cũng biết là cái vị này là một người ủng hộ trump rất là lâu năm phải nói là bạn thân cận với tổng thống trump thì trong một cái cuộc gọi điện thoại với tổng thống trump thì có trao đổi qua nhiều ý nhưng mà tờ politico thuật lại là trong đó có một cái ý khi mà tổng thống trump nói là những cái người mà nổi dậy trong cái ngày 6 tháng 1 vừa rồi á, là những người Antifa đã, đã, đã nổi dậy, đã nổi loạn. Thì ngay lập tức ông McCarthy này đã ngắt lời Tổng thống Trump và chỉnh lại ngay. No, it's MAGA. I know. I was there. Đó là những người MAGA. Tôi biết bởi vì tôi đã ở đó. Và ông này đã phản ứng Tổng thống Trump như vậy thưa quý vị và nói về cái cuộc bạo loạn thì có một cái tin tức rất là đáng chú ý ngày hôm nay là một nhân viên cảnh sát đã nói với tờ washington post lẽ ra ông và một số đồng nghiệp của mình dự định theo kế hoạch là sẽ có một cái phiên trực vào ngày vào cái ngày hôm sau ví dụ như là cái ca của ông là từ đến 7 giờ sáng ngày thứ tư là kết thúc thì đã được lên kế hoạch là ông và đồng nghiệp của mình sẽ trực từ 7 giờ sáng ngày hôm đó cho đến chiều tối và cái kế hoạch đã được lên đâu vào đó thì ông không hiểu tại sao vào 10 giờ sáng của ngày thứ tư ông lại được lệnh là đi về nhà đi ông không biết chuyện gì xảy ra và sau đó thì ông nói là tôi thức dậy vào afternoon vào buổi chiều và vợ tôi thông báo là tòa nhà quốc hội đã bị khủng bố tấn công ông nói với yêu cầu được giấu tên với tờ washington post ông nói là tôi biết là những người cấp trên đã biết một cái điều gì đó nhưng họ đã không nói với tôi và thật ra thì trước đó có nghe nói là sẽ có những cuộc nổi dậy ở tòa nhà quốc hội nhưng mà tất cả đều coi như đó chỉ là một cái cuộc biểu tình thông thường cho nên đã không có những cái phản ứng phù hợp thì cái người cảnh sát trưởng ở tòa nhà quốc hội không biết quý vị có nhớ không là ông sinh á ngày hôm chủ nhật vừa rồi ông có nói với tờ washington post Ông nói là ngay khi cái cuộc bạo loạn xảy ra thì ông đã gọi để cầu cứu rất nhiều lần, gọi 6 lần vào ngày hôm thứ tư nhưng tất cả đều bị block hết, bị 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 uh, uh, ngưng lại và không có bất cứ sự viện trợ nào đến cùng lúc cho nên quý vị có thấy cuối cùng là cái hậu quả đã diễn ra thì chúng ta cũng thấy cái tác động của nó như thế nào. Và thưa quý vị cũng chính vì cái cuộc bạo loạn như vậy mà phía những cái người dân chủ ở phía hạ viện ngày hôm nay đã yêu cầu là sẽ giới thiệu một cái dự luật là kể từ cái ngày 6 tháng 1, cái sự kiện ngày 6 tháng 1 đó thì cảnh sát của tòa nhà quốc hội sẽ luôn luôn phải sử dụng body camera, sẽ phải có camera ở gắn trên người, luôn luôn như vậy để có thể ghi hình lại. Bởi vì từ sau cái sự bạo loạn đó, cái sự bạo động hôm ngày 6 tháng 1 thì FBI, những cái giới chức điều tra, họ không chỉ là thu thập những cái thông tin từ những cái người có can dự vào cái cuộc bạo loạn, từ những cái hình ảnh họ post lên mạng xã hội và cả từ uh, điện thoại, từ camera của những cái giới chức cảnh sát có mặt ngày hôm đó ghi lại và giao nộp để điều tra. Và có, cũng là từ Washington Post, thưa quý vị, ngày hôm nay mới tiết lộ một cái điều mà phải nói là khá là sốc. Có nghĩa là cái cuộc bạo động gần như là khủng bố ngày 6 tháng 1 tại tòa nhà quốc hội thực tế là đã được FBI báo trước đó một ngày. Đã được báo trước đó một ngày, chứ không phải là một sự kiện bất ngờ nổ ra mà mọi người cảm thấy là lúng túng không thể trở tay được thưa quý vị người ta nói đó là FBI đã gần như cung cấp rất là nhiều những cái thông tin về những người mà sẽ can dự từ những người brown boy hay những người cực hữu hay những người ủng hộ tổng thống Trump mà đang trong cái cơn giận dữ họ cung cấp luôn cả những cái tiết những cái địa điểm mà những người này sẽ gặp gỡ sẽ bàn soạn trước khi uh, đổ dồn về Washington nhưng mà tất cả đều đã không được uh, có những cái phản ứng phù hợp cần thiết và đầy đủ để đối phó với cái cuộc bạo loạn của ngày hôm đó. Và chuyển sang một cái tin tức khác thưa quý vị, thì từ cái cuộc bạo loạn đó thì dân chúng không phải là chỉ người Mỹ đâu không, mà cả thế giới đều đổ dồn về Mỹ để coi từng cái diễn tiến xảy ra như thế nào. Thì đặc biệt cái đài Fox News quý vị cũng biết là đây là một đài cực hữu và rất là ủng hộ Tổng thống Trump lâu năm. Nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị, đài Fox News vừa mới cho biết là cái tỷ lệ TV rating, cái tỷ lệ và người xem á ở đài Fox News lần đầu tiên kể từ năm 2000 đã bị giảm so với đài CNN và MSNBC và um, cả ba đài này đều công bố họ nói là um, cái cái số viewership của họ tăng lên rất là đáng kể và khủng khiếp kể từ sau cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1. Nhưng mà riêng cái đài Fox News thì cái tỷ lệ người xem lại bị giảm so với uh, CNN và MSNBC. Thưa quý vị thì nhân nhắc về Fox News thì có một cái câu chuyện mà chúng tôi cũng muốn thưa nó chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng nó nói lên một cái quan điểm thưa quý vị. Đó là cái người anchor của đài Fox News có tên là Larin. Cô này đã từng mỉa mai nói tổng thống Joe Biden, tổng thống đắc cử Joe Biden như là một người uh, uh, sách theo một cái túi sách dành cho phụ nữ purse thưa quý vị, một cái túi sách dành cho phụ nữ Khi cô chế nhạo cái việc là ông đi đâu ông cũng đeo khẩu trang hết Và xảy ra cái cuộc bạo loạn ngày 6 tây tháng 1 Cô này cũng lên truyền thông, cũng lên án những cái hành vi bạo động Nhưng mà sau đó cô có nói, cô có tweet, cô có đưa ra một cái dòng tweet Cô nói là những cái người đã từng ủng hộ uh, cái, cái cuộc bạo loạn Black Lives matter thì bây giờ cũng như vậy thôi chứ có gì đâu mà lên án Thôi đừng có nhỏ những cái giọt nước mắt cá sấu của mấy người nữa Thì ngay sau khi cô này đưa ra cái dòng tweet như vậy đó Thì dân tình người ta phản đối sức dữ dội Người ta nói là làm sao có thể so sánh với một cái cuộc bạo động Nổi dậy Um, chống lại cái nền dân chủ đòi lật đổ cái nền dân chủ của nước Mỹ với một cái phong trào của những người da đen đứng dậy uh, để chống lại sự bất công, sự đàn áp của những cái cảnh sát da trắng đối với người da đen như vậy. Uh, cho nên không thể có cái sự so sánh đó và ngày hôm nay chúng tôi đọc thấy có một cái bài xã luận trên NPR thưa quý vị, người ta nói là đây là nước Mỹ đây sao? Nước Mỹ là khi mà các bạn đứng lên đòi hỏi sự bình đẳng sự công bằng và các bạn chỉ muốn có một cái cuộc biểu tình uh, peacefully để chống lại cái sự bất công cái sự áp bức sự đàn áp thì ngay lập tức quý vị sẽ nhận thấy là gì sẽ nhận được hơi cay sẽ nhận được đàn cao su còn nếu như quý vị là người da trắng và quý vị bạo động ở trước tòa nhà quốc hội và chống lại nền dân chủ của nước mỹ thì quý vị sẽ được mở cửa để bước vào hay sao thì vì sao họ nói cái chữ mở cửa thì quý vị cũng nhớ là có cái chi tiết là có một số cảnh sát viên ở tòa nhà quốc hội đã mở cửa cho những cái người bạo loạn này và đang bị điều tra. Hiện nay những người đó đang bị điều tra và thậm chí là có những cái tấm hình là cảnh sát của tòa nhà quốc hội có chụp selfie với những người bạo loạn. Thì thưa quý vị, cũng nhân cái việc đó mà Bloomberg ngày hôm nay cũng có nói là sau cái sự kiện bạo loạn này thì nền dân chủ của Mỹ cần phải xem lại và cái điều đáng lo ngại hơn, họ lo sợ là cái sự bạo động, cái sự kích động của những người ở bên cánh hữu sẽ nổi dậy vì sự tức giận vì tất cả rất là nhiều lý do nhưng mà sẽ dẫn đến sự bạo loạn bất cứ khi nào, đẩy cái sự ổn định, cái sự an ninh của nước Mỹ vào một cái thế rất là nguy hiểm và họ nói là không thể những nhà chính trị những cái chính trị gia của nước mỹ không thể nào đặc biệt là những người bên phía đảng cộng hòa không thể nào cứ tiếp tục nói rằng cuộc bầu cử này gian lận và tiếp tục nói rằng tất cả mọi lỗi lầm của nước mỹ là từ phía đảng dân chủ đảng dân chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử này và nếu mà những cái luận điệu như vậy cứ được tiếp diễn thì chỉ làm cho nước mỹ chia rẽ một cách trầm trọng càng kích ngòi càng châm dầu vào lửa cho cái sự giận dữ của những người dân mỹ và người ta kết luận bằng cái bài xã luận là chúng ta đã bắt đầu nhận thấy những cái kết quả của nó những cái hậu quả của nó rồi và this is going to be a very dark time for our country sẽ là một cái thời kỳ rất là đen tối cho nước mỹ Thưa quý vị và cũng từ cái cuộc bạo động đó mà đó đã có những cái hệ lụy cho những cái người tham gia riêng về Tổng thống Trump thì ngày hôm nay thưa quý vị New York City vừa đang uh, họ có nói với giới truyền thông là họ đang cân nhắc có thể sẽ phải chấm dứt cái hợp đồng với công ty um, The Trump Organization và họ nói là Trump Organization do con trai của ông Trump đứng ra điều hành thì một năm kiếm được lợi nhuận khoảng 17 triệu từ một số cái dịch vụ từ công viên từ một số dịch vụ từ Trump Organization có hợp tác với lại New York City thì bây giờ họ đang cân nhắc là việc sẽ ngưng cái hợp đồng này. Và đâu phải chỉ như vậy thưa quý vị, có một số cái ngân hàng, đại ngân hàng đang cân nhắc cái việc chấm dứt việc làm ăn với Tổng thống Trump Cái ngân hàng đầu tiên mà sẽ xuất hiện trong đầu chúng ta đó là Debt Bank Và chúng ta cũng biết chính Tổng thống Trump có nói Ông nợ ngân hàng này uh, con số hơn 340 triệu Mỹ Kim Và ngày hôm nay ngân hàng Debt Bank nói là họ sẽ chấm dứt những cái việc hợp tác làm ăn với Tổng thống Trump Còn một ngân hàng khác thì quý vị đó là ngân hàng Signature Bank cũng ngày thứ ba ngày hôm nay vừa ra một cái statement và họ post lên website, quý vị có thể kiểm tra lại trên website của họ. Họ nói là Tổng thống Trump nên uh, từ chức và họ không có ủng hộ cái việc mà kích động bạo loạn của Tổng thống Trump. Và cái người phát ngôn viên của ngân hàng Signature Bank có nói là hiện nay uh, Tổng thống Trump đang có một cái personal account, một cái tài khoản cá nhân với ngân hàng này lên đến trị giá 5.3 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, họ sẽ đi đến cái hành động là họ chấm dứt cái tài khoản cá nhân này và họ cũng không muốn có bất cứ một cái giao dịch làm ăn nào với tổng thống Trump nữa. Thưa quý vị và ngày hôm nay tổng thống Trump có những cái lời tuyên bố nếu quý vị là người theo dõi tin tức thì sẽ thấy là ngày hôm nay tổng thống Trump có cái lời tuyên bố ông nói là cái việc mà ngày 6 tháng 1 cái bài diễn văn của ông nói với những người ủng hộ, cụ thể ông nói là Uh, nếu mà quý vị có đọc kỹ cái bài diễn văn của tôi read my speech hoặc là quý vị có nghe thấy trên TV, trên YouTube hay là trên các mạng xã hội, nó đã được phân tích rất là kỹ bởi những chuyên gia, chúng ta không biết là chuyên gia nào, nhưng tất cả đều nói lên những cái ngôn ngữ, những cái lời lẽ trong cái bài diễn văn đó của tôi là phù hợp. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ là trong buổi sáng ngày hôm đó thưa quý vị, tổng thống Trump có nói là hãy biểu dương sức mạnh của chúng ta Uh, show strength hoặc là hãy chiến đấu đến cùng. Quý vị có nhớ không? Và ngày hôm nay tổng thống Trump có nói là những cái lời lẽ của ông rất là phù hợp, chẳng qua là đây là một cái sự một cái trò chơi về chính trị của những người ở Đảng Dân chủ muốn kích động, muốn hạ uh, bệ tổng thống Trump mà thôi. Và sau đó đó thưa quý vị thì tổng thống Trump có đến Texas ở nơi cái bức tường biên giới và cũng ở đó ông có nói một chút về những cái thành tựu về kinh tế về quân sự của mình nhưng mà ông cũng có mention cũng có nhắc đến cái chuyện là những người ở phía đảng dân chủ đang muốn kích hoạt cái tu chánh án thứ 25 để mà uh, trước phế ông thì ông nói đó là cái tu chánh án thứ 25 á, là zero risk to me không có nghĩa lý không có bất cứ một cái hiểm họa gì đối với tổng thống trump hết nhưng mà mọi người hãy cẩn thận nha. Và Tổng thống Trump có cảnh báo ông Joe Biden. But will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. Cẩn thận bởi nếu mà kích hoạt cái tôi chánh án thứ 25 thì nó không làm gì với tôi hết. Nhưng mà nó sẽ trở lại với ông Joe Biden cũng như chính phủ của ông ấy. Và cho nên đó là lý do mà mọi người ở phía đảng Dân Chủ cần phải cẩn thận. Và ông có cáo buộc những người ở phía đảng Dân Chủ đang muốn luận tội ông cũng như là truất phế ông là một cái trò chơi rất là nguy hiểm bởi vì cái điều đó nó chỉ làm cho những người ủng hộ, làm cho người dân Mỹ trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Và thưa quý vị, thông tin cuối cùng là vào buổi chiều ngày hôm nay vào khoảng 4 giờ chiều giờ của Cali thì dân biểu Liz Cheney là một nhân vật Cộng hòa ở tiểu bang Wyoming là nhân vật Cộng hòa cao cấp số 3 ở Hạ viện có nói là sẽ bỏ phiếu ủng hộ cái việc luận tội Tổng thống Trump vì tổng thống đã có những cái lời lẽ kích động bạo loạn chết người trong ngày 6 tháng 1 vừa rồi tòa nhà quốc hội. Là ngoài cái nhân vật này thì còn một nhân vật khác cũng rất là đáng chú ý là ông Mitch McConnell, trưởng khối đa số tại Thượng viện. Và quý vị cũng biết là cái ngày mà 6 tháng 1 ông Mitch McConnell có nói đó là chưa bao giờ trong cái cuộc đời hơn 30 năm làm chính trị của ông, ngày hôm nay cái lá phiếu của ông rất là quan trọng. Và ông kêu gọi những người thượng nghị sĩ ở đảng Cộng Hòa đừng có tạo thêm những cái rắc rối nữa, và kể từ cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 thì giới truyền thông có nói là ông Mitch McConnell gần như không có bất kỳ một cái cuộc tiếp xúc nào với Tổng thống Trump hết. Thì ngày hôm nay thưa quý vị, ông nói với tờ New York Times là và cũng như các cộng sự, ông tin là những gì Tổng thống Trump làm là đáng bị trút phế và là ông Mitch McConnell hài lòng với việc phía Dân Chủ đang trút phế nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và chúng ta cũng biết là cái tình hình cái 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 hậu quả của cái cuộc nổi dậy của những người bạo loạn ngày 6 tháng một nó rất là trầm trọng và sự việc còn trầm trọng hơn khi mà ngày hôm nay cảnh sát trưởng của quốc hội báo cáo như hồi nãy chúng tôi vừa thưa là có ít nhất ba âm mưu tấn công vào cái cơ quan lập pháp cao nhất của nước mỹ trong những ngày sắp tới bao gồm cái việc uh, bao vây tòa nhà quốc hội và ám sát các nhà lập pháp cả cộng hòa và cả dân chủ trong khi đó thì quý vị thì quân đội Hoa Kỳ cho biết là họ đang điều động 15.000 vệ binh quốc gia để bảo vệ thủ đô Washington trong những ngày tới nhất là vào cái ngày mà ông Joe Biden sẽ tuyên thệ chính thức nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng và tổng thống Trump ngày hôm nay trong một cái hành động khá là đáng chú ý vào vào đầu ngày thì ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Washington DC và ra lệnh cho chính quyền liên bang phải có nhiệm vụ hỗ trợ để bảo vệ an ninh cho cái lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden thì ngày hôm nay thưa quý vị vào cũng khoảng 5 giờ chiều ngày hôm nay về phía quân đội có nói có đưa ra một cái thông báo là cái số mà uh, uh, quân lực lượng đó sẽ bảo vệ cho cái ngày bảo uh, nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden sẽ có mặt ở Washington DC sẽ đông hơn rất nhiều lần số quân Mỹ đang hiện diện ở cả Afghanistan và Iraq cộng lại thì họ nói rằng mọi cái nỗ lực lúc này sẽ làm sao để bảo vệ an ninh tối đa cho washington dc vào cái ngày mà ông joe biden chính thức là tuyên thệ để nhậm chức tổng thống vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại